Xin danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thân thâm hiến hồn con, ban xuống cho con lòng ân chân chứa, là thường cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba, đòi nghe lời con hiến tha, tình thương nơi tấm khu con ngày đêm, nhận thân sang lòng chàng ba tờ tiên. Là Chúa Giê-xu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con nhận 3 ca bệnh, 2 ca ung thư phổi và 1 ca tiểu đường. Là Chúa Giê-xu, đây là 3 anh em của chúng con đang phải đối diện với những cái cơn đau đớn. Nhờ cha xứ Tam Minh dẫn 3 con chim đến đây để xin Chúa chữa lành. Điều chúng con rất là phấn khởi vui mừng đó là lời Chúa dạy thì những dân gian này nó là một tử chăm sóc đoàn chiên và một tử không bỏ rơi đoàn chiên và một tử để 99 con chiên lại để dẫn những con chiên bệnh tìm cỏ xanh, tìm suối trong lành để cho con chiên được uống, cũng giống như là đoạn tin mừng của người Samaritano nhà hậu. Cha Nam Minh cũng là một điển hình của người Samari đã đưa 3 đứa con mình đến nhà trọ rồi giao lại cho chủ quán trọ chăm sóc, rồi khi lành thì đến ngày về. Đây là hình ảnh mà Chúa đã dạy cho con người trần gian, thì hôm nay cha Nam Minh đã làm được chuyện này. Chúng con hết sức là hân hoan vui mừng, cảm ơn Chúa đã cho dưới trần gian có một người cha như vậy. Và 3 người bệnh này là những người làm chứng cho cha Nam Minh để cha Nam Minh thực hiện lời dạy của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho 3 bệnh nhân này. Và chúng con cầu xin Chúa ban phúc lành cho cha, cũng như xin Chúa này phúc lành cho ban người bệnh để họ có sự dẫn và giúp đỡ cho cha này. Xin tất cả anh em cộng đồng này cầu nguyện cho chúng con và chúng tôi cũng cầu nguyện cho các bạn. Chúng con cầu xin nguyện chúng tôi với chúng con. Chúng con sẽ vì danh Chúa mà tự tâm cho các bạn nhân họ bên cho những người từ sáng nay đến giờ một tuần nên cha và con không mời cha ngồi mời mọi người ngồi. Hôm nay tụi con rất là quan hỷ vui mừng thân quen vì cha đã bỏ 99 con chiên trong chuồng và đưa những con chiên bệnh đến đây. Thì để nói cảm ơn cha thì trước tiên cha cảm ơn 3 người bệnh. Chúng con thấy cảm ơn cha là chưa. Cha tôi nghe nói ngược chút vậy. Vì nếu như không có 3 người bệnh này thì cha không thể nào thực hiện lời Chúa sát sườn được. Phải vậy không? Cũng có thực thi lời Chúa đó, mà nó theo lời của Thánh Gia-cô-bê trong rồi, đức tin không có việc làm nữa, không chết. Vậy thì đức tin là theo Chúa nhưng mà dẫn con chiên đi chữa bệnh đó là đức tin có việc làm. Vậy thì một cách nào đó cha phải cảm ơn ban người vì nhờ ban người bệnh này mà cha đã làm được cái việc mà Chúa đã để lại dạy cha. Vậy ngày hôm qua cha làm linh mục thì tốt, xe xấu chúng con cũng kêu cứu. Nhưng mà ngày hôm nay cha ngồi đây để cha nhận, cha giao, cha dẫn 3 người bệnh đến đây thì rõ ràng một cách nào đó cha là những linh mục chính đáng mà Chúa đang cần những linh mục đó. Chúc mừng cha nhé. Con xin chào cha. Rồi. Điểm thứ hai thì chúng con cũng không phải chúng con chỉ là cái người phục vụ thôi. Ban nhiệm cảnh chúng con ở đây là những người phục vụ. Mà như cha biết là người phục vụ thì ở dưới quyền ông chủ. Khi ông chủ chỉ phục vụ cái gì thì mình phục vụ cái đấy. Mình không được cãi ông chủ. Vì nếu mình cãi ông chủ thì ông chủ sẽ đuổi việc mình. Cha công nhận chỗ này không? Vậy thì chúng con là những người phục vụ cho các bệnh nhân.
Vậy thì chúng con phong cha và các thần thánh đây là những ân chủ để Đức Phật hành thiện. Cho nên tụi con không có thể nào mà cãi cọ được, còn phải ráng dụ. Vậy thì từ cái chỗ đó cũng xin ra cầu nguyện chúng con để chúng con có sức khỏe và phục vụ tốt. Ngày hôm nay cha dẫn ba con chiên đến đây với một tâm hồn với một cái cơ thể là bệnh tật, nhưng mà biết đâu là Chúa thương ngày mai thì cha dẫn ba con chiên về chiến thắng. Đi thì trong nước mắt mà về thì trong vui mừng. Tay ôm bó lúa là mừng bao la, không ạ? Cái này không phải bó lúa mà tay ôm miếng giấy á, miếng giấy ra diện lòng mừng bao la. Ngày hôm qua tụi con cho xuất hiện ra 5 ca y như vậy, tụi con cảm nhận được là tất cả những bệnh nhân mà ngày hôm qua mới vô đây dễ mang một tâm trạng là mang án tử, thì ngày hôm qua ra về chỉ là một tinh thần phục sinh, tay ôm miếng giấy ra diện bằng lòng mừng bao la. Vậy xin cha cũng cầu nguyện chúng con là những người phục vụ, chúng con chỉ làm theo lệnh của Chúa mà thôi. Thì khi cha dẫn con chiên đến đây thì chúng con sẽ phục vụ, còn nếu cha không dẫn đến đây thì chúng con phục vụ không được. Nhưng để có chuyện cha dẫn đến đây là cũng do vậy, là có nhiều lý do mà chúng con cũng đã trả lời trong cộng đồng cha đưa xe cũng di tâm rồi, chúng con trả lời rất rõ ràng. Cho nên ngày hôm nay cũng có gì cha đến đây thì đó là một điều rất là phấn khởi vui mừng. Vậy hồi nãy cha nói rằng là cha xứ cảm ơn ba con chiên, ba con chiên thấy mình có vui không? Vui. Thấy mình cũng ngon lắm chứ, ít nhất là mình cũng làm một cái gì cho cha mình giam giữ ấy. Nhờ con mà cha mới được Chúa thương rõ ràng như vậy phải không ạ? Nhưng mà nói ngược lại nha, nói ngược lại thì một phần nào đó mình còn được phước à, còn được cha xứ dẫn đến đây là mình còn được phước gì đó. Giống như tối hôm qua có một người nhắn tin cho cha: cha ơi, ở ngoài Đắk Nông, cha ơi, cha của con là bỏ đạo 20 năm, bỏ nhà thờ 20 năm và cưới một người vợ ngoại đạo, không vô đạo luôn, mà ba con không đi nhà thờ 20 năm, mà má con bây giờ không cho đi nhà thờ luôn, mà ba con lại không đi luôn. Giờ má con thì không có đạo mà cha con bỏ nhà là 20 năm, mà bây giờ cha con đang ung thư, bây giờ không ai dẫn cha con đi hết, thì cha nó chết luôn. Bây giờ hỏi chứ bây giờ mình bỏ đạo 20 năm như vậy, bây giờ mình lợi mình nhờ cho xứ dẫn mình đi chữa bệnh, cho xứ nó cũng không biết anh là ai đâu, thì cái người bệnh nó phải thua thôi. 20 năm trời qua anh không hiểu Chúa là ai, cha là ai, nhà thờ là ai, đạo như thế nào. Bây giờ anh lại anh bệnh cái giác không lại nhờ cho xứ dẫn, nó cũng không hay lắm đó. Đó là, nhưng mà con nói cho nghe, cái việc làm của tụi con ở đây nó có một cái giá trị mà không ai nhận ra. Giá trị ở chỗ là ngang qua cái việc làm này, tự nhiên con chiên đã sống động. Mày sống mà lâu thôi rồi tới ngày mày bệnh ra không biết mày đâu, dẫn mày đi cứu à, cho hay vậy không? Tới ngày đó mày lại mày xin cha cứu, cha nói cha là cha về nhận thứ, tới giờ cha không biết con là ai nữa. Bây giờ con biểu cha đi cứu con rồi, còn biết bao nhiêu người cha chưa đi kịp kìa con. Cha thấy rõ này không? Ngang qua việc làm của tụi con đây cũng là một hình thức làm cho con chiên sửa mình. Và cũng nói rõ luôn nữa là cũng làm cho các cha sửa mình ở ngay chỗ là hiểu được con chiên của mình. Mình phải ráng mình thông báo cho các con chiên: anh chị em hãy ráng cố gắng sống đạo tốt nữa, bệnh cha dẫn đây nha, mà không sống tốt bệnh đừng kêu cha, mình cũng phải làm núng cái là con chiên cũng quản hồn thấy nè, quản hồn đi lễ mỗi ngày thôi chứ cái gì nhắc nhắc nhau là thôi đi lễ đi con, lỡ mày không đi mà bệnh đang đi mà ung thư lỡ không dẫn viện cho tường là mày đi chết á, đúng hết nè. Đây cũng là một điều rất là tốt, cha công nhận không? Cái cách làm này là một cái cách là làm cho con chiên sống đạo tốt hơn, rồi cũng làm cho các cha hiểu được con chiên mình rõ hơn. Có nhiều cha về xứ đạo rồi mà không biết giáo dân mình được bao nhiêu người, và những cái nhà đó nhưng mình ở xa là đâu mình không thể đi tới tới, không sao cũng việc một vụ bận rộn quá không biết con chiên đó đâu. Thôi thì bây giờ nghe qua cái việc này tôi phải lái tôi đi để món cái đồ tôi dẫn đi để chữa bệnh, không biết sao đó nè. Việc làm này tuy nó hơi bị sốc nhưng mà không sốc, xét kỹ lại là nhưng mà tại sao mình làm được chuyện này, bởi vì mình chữa được bệnh thứ. Và tụi con cũng đã cho ra đời 13 ca ung nan y rồi, chứ không phải là hôm nay là những người này đầu tiên. Tụi con cũng có mạng hết chứ.
có câu rồi phải không? Mà giờ vô sáng vô đây cũng nghe người này người kia đàm đạo rồi. Mà nghe nói có ở nhà trọ không ra rồi hả? Đã biết hết rồi gì? Đến đây không? Có thấy nghi thức ung thư phổi không? Vậy thì người ta đi tháng 5 đi trước thì tháng 10 sao? Bước sang sao? Tại sao cái thằng đó ung thư phổi hết mà tôi cũng hết? Phải không? Tôi phải hết. Vấn đề là tôi có được chữa trị. Phải không? Cái đâu phải là người ta ung thư phổi hết mà mình không hết. Cái đó là mình có cái thuận mới được. Nhưng mà nó không thuận là bởi vì do mình. Nó không thuận là do mình. Vậy chúng con đề ba chút gì cho nó vui nhé chắc. Đề ba chút gì cho nó vui, nhưng mà cái đề ba cũng có đạo lý nữa đó. Cũng có đạo lý nữa đó. Bây giờ chúng con nói với cha một chút về cái cách chữa trị ung thư. Vì cha dẫn con chiên đến đây chữa bệnh mà cha không biết cái cách chữa bệnh của chúng con như thế nào, thì cha cũng khó hiểu. Phải không nè? Mình dẫn con chiên mình đến đây chữa bệnh ung thư mà mình không biết chữa kiểu nào, thì khi mình về trong lòng của mình nó cũng bức rứt. Đâu có chuyện mua trâu giả móng được. Tôi dẫn con đi đến đây chữa bệnh thì anh phải nói cho tôi rõ cái cách chữa bệnh như thế nào để tôi yên tâm mà tôi về chứ. Đâu có thể mua đưa con rồi bỏ chợ được. Không nè, không phải dẫn con bỏ chợ được. Bây giờ thì con nói với cha cái cách chữa trị bệnh ung thư, gọi được gọi là bệnh nan y, các loại bệnh nan y. Nói như thế này cha, tụi con chữa bệnh bằng lời Chúa và khoa học, chứ không phải tụi con chữa bệnh bằng lời Chúa. Nếu bằng lời Chúa không thì nó gọi là mê tín dị đoan. Người khác hiểu là mê tín dị đoan, nhưng mà mình hiểu là không mê tín dị đoan. Tại sao mình hiểu không mê tín dị đoan? Tại sao? Tại vì Chúa Giêsu là một con người thật sự ở như thế này. Chúa Giêsu có dòng họ, có tổ tiên mà. Một con người thật sự bằng xương bằng thịt. Vì do bởi Ngài có hai bản tính, một là Thiên Chúa, hai là loài người ta. Trong Chúa Giêsu có hai bản tính. Do vậy mà mình chữa bệnh bằng lời Chúa thì người ngoài nói mình mê tín. Nhưng mà thực sự mình hiểu là không mê tín, vì Chúa Giêsu là một con người có thật, bằng xác bằng thịt như cha vậy. Thì Chúa Giêsu dạy cái gì mình làm cái đó. Bây giờ mình chữa bệnh theo lời dạy của Chúa Giêsu, nói tắt là theo lời Chúa. Mà nói theo lời Chúa thì người ta nói mình tin gì đâu. Nhưng mà mình không tin gì đâu ở chỗ nào? Ở chỗ là khi ở dưới thế gian này, Chúa Giêsu vừa rao giảng vừa chữa lành, thì hồi nãy con có chia sẻ với cha đó, Chúa Giêsu làm rất nhiều phép lạ. Nhưng mà trong rất nhiều phép lạ đó, chia ra được 3 phép lạ, 3 bậc, gọi là 3 cách định loại. Mình phân loại ra là 3 cách làm phép lạ. Cách thứ nhất là Chúa Giêsu làm phép lạ bằng cái lời cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Là Chúa Giêsu quỳ xuống đất, giơ tay đọc kinh lại cha này kia nọ, thì Đức Chúa Trời ứng nghiệm lời của Chúa Giêsu cho phép lạ diễn ra. Đó là một cách Chúa Giêsu làm phép lạ, cầu xin với Đức Chúa Cha, là cha của Chúa Giêsu. Một cái phép lạ thứ hai là Chúa Giêsu dùng cái đức độ của Chúa, dùng cái thần thông của Chúa, dùng cái hy sinh hãm mình của Chúa, là Chúa Giêsu làm một phép lạ là cho người chết sống lại, cụ thể là Lazaro. Là đó là phép lạ của Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu dùng chính cái thần thông của Chúa, dùng chính cái đức độ của Chúa mà Chúa Giêsu chữa lành cho sống lại, cho Lazaro sống lại. Gia-ria sống lại rồi đó. Đó, đó là Chúa Giêsu dùng chính cái thần thông của Ngài, gọi là cái phép lạ, cái đức độ của Ngài, Ngài làm cho người đó sống lại. Còn phép lạ đầu tiên là với lời cầu nguyện, nói thần thánh và là Chúa Cha ban ban cái phép lạ đó, là cho lời kia ứng nghiệm lời của Chúa Giêsu nói mà Chúa Cha làm cái bạn. Đúng vậy cha, đúng vậy. Và Đức Chúa Cha muốn ứng nghiệm lời của Chúa Giêsu, thì nghĩa là Chúa Cha làm phép lạ. Dạ, Chúa Cha ban phép lạ. Dạ, đúng vậy. Còn một phép lạ thứ ba là phép lạ bằng khoa học. Hồi nãy con cũng chia sẻ với cha đó, là Chúa Giêsu chữa một người mù bạc ti mê. Người mù này ở xứ bạc ti mê. Và Chúa Giêsu dùng một cục đất để dò dò lại két vô mắt, bảo người mù này đi lấy nước rửa, thì tự động người mù này sẽ. Vậy thì Chúa Giêsu biết đất này, nước này kết hợp lại để chữa bệnh cho người này. Nhưng mà mình thì mình không biết đất này nó có chất gì, mình không cũng không biết nước này có chất gì, rồi mình cũng không biết đất với nước này hợp lại để chữa cái bệnh gì.
Còn Chúa Giêsu thì ngài thấu hiểu được mọi sự. Ngài nhìn cục đất, ngài biết cục đất có chất gì. Ngài nhìn cái hồ để nước này, ngài biết nước này có chất gì. Vậy nước này với đất này hợp lại chữa mù mắt. Còn mình không biết, mình tắm bùn nó vậy thôi, nhưng mình không biết chữa gì. Đó nè, còn Chúa Giêsu thì biết. Vậy Chúa Giêsu dùng cái phép lạ thứ ba là phép lạ bằng khoa học. Và ngày hôm nay tụi con cũng dùng, tụi con dùng một cái phép lạ thứ ba của Chúa Giêsu là phép lạ bằng khoa học. Hiện nay tụi con chữa các bệnh nan y bằng khoa học, nhưng mà nói theo đức tin là học theo Chúa Giêsu để chữa lành phép lạ bằng khoa học. Chúng con biết cái loại đất này, trồng cái cây thuốc này và uống cái loại nước này thì cái bệnh này sẽ thiên giảm, dạ không? Vậy thì để trồng được cái cây này ở vùng đất này thì vùng đất này mình phải làm cái gì cho nó, rồi xong mình mới đặt cái cây xuống đây. Và từ đó cái cây nằm dưới này nó mới hút được những cái chất của đất này lên, nó mới đổi sinh qua trái. Thì mình mới hái cái lá, mình uống cái lá, trong cái lá nó có cái chất của đất. Thấy không, nhận không? Nó hút cái sự thổ phỉ của đất ấy. Đó, nó hút lên cái cây thì cái cây này lớn lên thành lá, thì cái lá đó là thuốc. Đó nè, vậy thì mang cái chất đó, đúng không nè? Vậy thì Chúa Xuân dùng một cục đất để trét vô. Mình không biết đất đó là đất gì. Bây giờ hôm nay mình dùng cái loại đất này mình đã cải tạo nó 5-6 năm. Mình biết trong đất này nó có cái chất này để giúp cho cây này sống. Và khi cây này sống nó mới đủ thuốc. Và cái lá này, cái thuốc này nó trị bệnh này. Rồi chúng con dùng một cái loại nước nữa, đó là cháo nano. Lấy cái cháo nano đó để mà giống như cái nước mà cái anh mù để lát rửa mắt vậy đó. Thì chúng con dùng một loại nước là cháo nano, dùng một loại thuốc là trồng với loại. Đó là chúng con chữa bệnh bằng một cách. Ngày hôm nay tất cả các bệnh nan y mình chữa hết, đó là phép lạ chứ gì. Khoa học trần gian bó tay mà mình chữa hết, cho công nhận đó là phép lạ. Nhưng phép lạ này, nếu mình nói phép lạ là người ta còng tối mình đi. Phép lạ có cơ sở chứ, gọi là phép lạ bằng khoa học. Mà phép lạ này chính Chúa Giêsu đã làm. Nhưng mà tại vì không ai suy diễn ra ngay chỗ này. Thấy Chúa Giêsu lấy bùn, lấy đất trét vô vậy thôi thì nghĩ là Chúa Giêsu làm phép lạ. Nhưng mình phải hiểu đây là phép lạ Chúa Giêsu làm bằng khoa học. Ngày xưa mà Chúa Giêsu không làm cái phép lạ đó thì Chúa Giêsu nói cho mày hết bệnh rồi, nó lại cầm Chúa Giêsu đâu, đau thai Chúa Giêsu đó, nó lại không thai được. Vì Chúa Giêsu làm phép lạ bằng khoa học. Ngày hôm nay tụi con cũng chữa bệnh bằng cái phép lạ thứ ba của Chúa Giêsu là bằng khoa học. Và bên cạnh đó tụi con cũng phải cầu nguyện cái cách bệnh đó. Đó là cái cách tụi con chữa bệnh của Chúa. Bây giờ đó là một cái hình thức chữa bệnh. Nhưng mà giờ đi vào chi tiết, tại sao mình phải chữa, tại sao mình phải chữa bằng cái cháo trắng? Thế nè, nước là cháo trắng, mà thuốc là cái loại cây đó, trồng dùng đất đó. Vậy thì tụi con xác tính ngay từ đầu là Thiên Chúa đã an bài cho E-dông dễ dàng một cái giường địa đàng. Trong cái giường địa đàng này thì Chúa ấn định ngay cho hai bà là tất cả các loại trái cây trong giường các ngươi được ăn, trừ một cái loại các ngươi không được ăn. Loại đó mới quan trọng. Thì khi hai bà ăn cái loại đó thì hai bà phải bị đuổi ra khỏi giường địa đàng. Cái thánh chỉ này con đã từng giảng trên núi rừng Tây Nguyên, ở dưới chân núi Phượng Hoàng ở Tây Nguyên, ở Đắk Lắk thôi. Cái bà Đắk Lắk cha ở Gia Lai, cha 3 tháng ở Gia Lai, tên Nguyên ở ngay trên núi Phượng Hoàng. Trường đi từ Ba Tư Phật xuống Nha Trang. Có một đêm nọ con lạc tới đó, ở trên đó 3 tháng để mà giảng cái thánh chỉ. Mình hiểu được cái thánh chỉ đó mình mới giảng. Thì ở trong cái giường địa đàng Chúa dựng lên 3 cái cây. Một là cây trường sinh, hai là cây cỏ ma giống, ba là cái cây động vật. Chúa dựng lên ba cái cây. Thì Chúa bảo với E-dông bây giờ tất cả các loại trái cây trong vườn các ngươi được ăn, từ một cái loại trái cây là cấm các ngươi được ăn. Mà trong vườn địa đàng Chúa đâu nói là con động vật hay là con gì. Chúa nói ba cái cây. Một là cây trường sinh, hai là cây cỏ mà hạt giống, ba là cây động vật. Cái cây động vật là gọi là cây biết lành biết dữ. Chắc có nghe từ đó gì? Một là cây trường sinh, hai là cây cỏ mang giống, ba là cái cây biết lành biết dữ. Vậy thì bây giờ Chúa bảo là chỉ một loại các ngươi được ăn, còn cái loại mà cây biết lành biết dữ ta cấm các ngươi. Cái cây biết lành biết dữ. Nhưng mà bây giờ
Chúng ta không hiểu cây biết làm biết giữ là cái gì, chúng ta cũng không hiểu cây trường sinh là cái gì, mà chúng ta cũng không hiểu cái cây cỏ mà hạt giống là cái gì. Dồn lại trong sáng thế Chúa phán cho con người là đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mà và mọi thứ cây có trái mà giống làm lương thực. Còn động vật ta ban cho chúng cỏ sao? Thì chúng con dịnh vào cái tư tưởng mà Chúa không cho mình ăn động vật. Vậy cái cây cỏ mang hạt giống là cái cây là cây lúa, cây đu đủ, cây sồi, cây mít, nó có mang hạt không? Gọi là cây cỏ mang hạt giống. Mà đây là thức ăn mà Chúa ban cho con người. Mà khoa học ngày hôm nay xác nhận đây là thức ăn nano. Thức ăn nano là gì? Là nước. Khi cha ăn nó vào thì nó rút vào con người cha liền. Mà cha ăn cái con động vật nó là thức ăn không nano. Khi cha ăn vào nó động lại những cái tế bào chết, nó chết ở trong máu của mình. Rồi nãy cha mới nói là nó đi cấp số nhân. Phải không nào? Đó là những tế bào chết được gọi là thức ăn không nano, là con động vật. Mà ngay trong vườn địa đàng chúng nó đây là cái cây biết làm cái gì, các ngươi không được ăn. Bây giờ mình gặp một con heo mà mình cầm cái thao cháo lại là nó ăn, nó mừng không? Đó. Mà mình cầm một cái thao mà cầm thêm cái mát nữa, nghe nó thấy nó mừng không? Là nó biết mình sẽ giết nó. Vậy nó biết làm cái dữ không? Mình cầm cái dao lại, mình giá giá trước mặt nó chạy. Mà mình cầm cái thao cháo lại nó chạy không? Nó chạy đến nó ăn nó mắc đuôi. Còn cầm nó mát lại, cầm cái dao lại giá giá nó chạy không? Vậy nó biết làm biết giữ không? Chú nói có một cái cây biết làm biết giữ, cái ngươi không được ăn đó là con động vật. Con động vật biết làm biết giữ không? Bây giờ mình trốn con chó lại là bắt đầu là nó biết mình sắp giết nó đó, là nó sợ hãi liền. Còn nếu mình lợn vuốt ve nó là nó bình thường. Vậy thì cái con động vật nó biết làm biết giữ mà chú cấm không được ăn. Nhưng mà như hồi nãy con cha bạn với người Galilee đó, ngày xưa đâu có hiểu Galilee, hay không hiểu tới đó tiệc thông không? Ngày hôm nay người ta không hiểu tới chỗ đó cho nên tiệc thông cho từ chuyện này, tiệc thông cho từ không lớn cả. Nhưng mà vấn đề lớn tới chỗ là tiệc thông ông mà ông còn giúp cho hội thánh, tôi mới sợ ông. Mà tôi thiệt tiệc thông ông mà ông không giúp cho hội thánh, tôi mới coi thường mà. Cha con nhận với con chỗ này không? Bây giờ giáo hội tiệc thông con có nghĩa là con không có quan hệ với người Công giáo, con không được phép quan hệ với người Công giáo, nhưng mà con đang giúp cho người Công giáo. Chỗ này là chỗ hội thánh mới suy nghĩ. Và tại vì con nhận ra được cái thức ăn lành dữ này nè, cái cây biết làm biết giữ là cây động vật mình không được ăn, mà khoa học chứng minh nó là thức ăn không nano và con người không được phép dung nạp, cho nên con người ngày hôm nay là bị bệnh là như thế. Là vì anh dùng một cái chất độc vào trong cơ thể anh, mà chất độc đó nó sẽ trở thành một tế bào chết trong máu đó. Và nó không được đào thải ra ngoài, cho nên cuối cùng là anh sẽ phải bệnh. Vậy thì cái chất độc của con động vật, mình ăn con động vật và nó là một chất độc. Nhưng mà chất độc này được gọi là chất độc tự nhiên. Còn một cái chất độc mà gọi là chất độc nhân tạo đó, còn một cái chất độc nhân tạo khác nữa. Thế này, chất độc tự nhiên là gì? Là mình ăn con động vật vào, nó ứ lại tất cả những cái chất độc của người mình, nó làm cho mình bệnh. Đó là chất độc tự nhiên đó, nó thoát ra được. Nhưng mà có một chất độc nhân tạo nó không tự nhiên, khi cha ăn nó vào là nó không thoát ra khỏi người cha được. Ví dụ bây giờ cha thấy á, một người mà ăn thịt động vật mà ăn người ta gọi là bội thịt á, tức là ăn nhiều quá thì cuối cùng cơ thể mình nó không tiêu quá, nhưng mà nó không tiêu bữa nay nó làm khó mình ngày hôm nay, nhưng ngày mai có thể nó đi được, mình có thể tiêu hóa được. Nhưng mà đó là chất độc tự nhiên mà khoa học không cho phép mình ăn đâu, vì nó dẫn động lại trong cơ thể mình, nó làm cho mình chết rồi. Còn một cái chất độc nhân tạo nữa mà nó quái ác vô cùng, đó là thuốc độc. Ví dụ giờ cha cầm một chai thuốc sâu cho uống vào người cha, chết không? Đó là chất độc nhân tạo. Và chất độc nhân tạo này nó được nano thành nước, khi cha uống nó vào rồi là nó thấm vào hết tất cả cơ quan và phủ ngũ tạng của mình, và cha chết ngay tức khắc vì nó là nano.
nó là chất độc nhân tạo đúng không? Có ai dám cầm chai hết tắt đúng không? Chai thuốc xịt cỏ đúng không? Uống là chết ngay. Vì nó là chất độc nhân tạo, mà chất độc này nó được nano hóa thành nước rồi. Khi cha uống vào là nó thấm ngay cái cách giống như cha uống một ly rượu vô là thấm ngay trong máu mình. Vậy có ba loại chất mình không được ăn, hai loại chất mình không được ăn, mà một loại chất mình được ăn. Cây cỏ và hạt giống là thứ trong lành, đó là nước trong lành. Khi mình ăn vào thì đời mình hết kiếp tiêu điều. Có một nhạc sĩ nào sáng tác đó là tấm nước trong lành cho đời hết kiếp tiêu điều. Thế này, đó là cây cỏ và hạt giống. Anh được ăn nó vì nó là nước trong lành. Còn một thức ăn là thức ăn động vật, nó là thức ăn, nó là chất độc, mà chất độc không nano nhưng mà vẫn là chất độc tự nhiên. Khi anh ăn vào, tuy rằng nó, anh thấy nó nano nhưng mà thực tế nó động là trong dòng máu anh, nó không nano, nhưng mà nó không giết anh tại chỗ. Đó là một chất độc tự nhiên. Còn một cái chất độc nhân tạo chứ không siêu nhiên. Chất độc nhân tạo là thuốc độc, thuốc rễ, thuốc sâu, thuốc xịt cỏ. Khi cha uống nó vào là cha chết ngay tức khắc vì nó đã nano rồi. Cha thấy rõ ràng, nó nano, cha uống vào cái gì. Vậy thì tụi con phân định rõ ràng, tụi con chữa được cho bệnh ung thư là tụi con đưa người ta về với một cái thức ăn nano là nước trong lành. Còn cây động vật đó là chất độc mà nó giết mình một cách khoa học, giết từ từ. Còn cái chất độc nano là thuốc cỏ uống vô chết. Vậy tụi con dẫn những người bệnh này trở về cái tình trạng ban đầu là thức ăn nano. Mà ngay từ đầu khi mình được mang thai trong bụng mẹ, mình không chịu ăn động vật, nhưng mà cha mẹ ép mình ăn chứ mình không chịu ăn. Bằng chứng là hồi đó bà mang thai, bà có bà cấn thai, bà có bị hôi cơm tanh cá không? Có không? Có. Bà xã có không? Bà có ối mửa không? Lý do gì vậy? Mà tại sao vợ mình mang thai mà thấy cơm thấy cá thấy thịt ối mà sao mình vẫn cho ăn? Mà thấy sòi ăn không? Thấy mía ăn không? Thấy đường ăn không? Rõ ràng ngay từ khi tạo thành con người chú không cho ăn động vật. Bằng chứng là anh mang cái bào thai trong bụng, anh gặp động vật anh nói liền, mà anh gặp trái cây mà cháu anh ăn liền tại chỗ. Cái bào thai nó dị ứng nó không ăn. Ông có thấy được chỗ này chưa? Tới đây nghe nói mày hiểu nó phải không? Còn ở nhà chưa hiểu. Rõ ràng ngay từ khi ông ở trong bụng mẹ và ông không ăn động vật, nhưng mà ba mẹ mình ép mình ăn. Chứ còn nếu mà ngay lúc mình ba mẹ mình cấn thai mình là mình thấy động vật mình ói liền. Nhưng mà ba mẹ nó có biết ép ăn. Mà ngay lúc mình ói mà gặp sòi chua, gặp mía, gặp đường, gặp trái cây ăn sạch, phải không? Mà gặp động vật ói không. Nhưng mà rồi vì mình nhỏ quá mình nói không được, ba mẹ mình ép riết 3 tháng đầu, 3 tháng sau mình ăn rồi giờ mình ghiền luôn rồi giờ xong. Vậy ngay từ khi tạo thành con người, ở trong vườn địa đàng chú bảo mày không được ăn cái cây biết làm cái gì, mày được ăn cái cây mai hàng giống không? Vậy thì ngay từ khi tạo thành bào thai trong bụng mẹ mình không được ăn. Nhưng mà vì con người đã hiểu sai ngay chỗ này, do vậy mà con người phải sau khi nước rút rồi thì chú nói ta không hủy diệt địa cầu nữa. Đến khi mà Chúa đã đưa gia đình Noe vào tàu, đến khi mà nước rút rồi Chúa mới phán với Noe nè: kể từ hôm nay ta ghét cây cung ta lại trên mây. Mỗi lần ngươi nhìn thấy cây cung của ta thì đó chính là lời hứa của ta không hủy diệt địa cầu, nhưng địa cầu này phải đền lại. Và Kinh Thánh đó là sau khi mà Noe vào tàu nước rút rồi thì Chúa gác cây cung lên đây. Cây cung đó là gì vậy? Mỗi lần mà trời mưa mình nhìn ra lên trời mình thấy là móng, cái móng cầu. Mình hay nói câu là móng dài trời nắng, móng ngắn trời mưa. Mình nói theo kiểu là nhà quê mình, nhưng thật sự trong Kinh Thánh Chúa nói rất rõ, đó là cây cung. Ta gác cây cung của ta ở trên mây. Mỗi lần ngươi nhìn thấy cây cung là ngươi nhớ lại lời giáo ước giữa ta với Noe là ta không hủy diệt địa cầu. Nhưng con người phải đợi nữa. Và sau đó Chúa mới ban cho con người một cái thức ăn ngay tiếp là Sáng Thế chương 9 câu 3 là: giờ đây ngươi được phép ăn tất cả mọi răng tảo, mọi cái loài di động có sự sống mà không có sinh khí. Cha nhớ kỹ cho mình.
sách Phụng Vụ và Kinh là mọi loài di động, còn cha Nguyễn Thế Xuân dịch là mọi loài mái động. Rong tảo nó ở dưới đáy biển nó di động, nó di chuyển qua lại mà nó có sự sống, mà nó không có sinh khí, thì ta ban chúng cho các ngươi như ban cỏ xanh tươi. Mà con người không hiểu, con người nói là vậy là mọi loài di động ở dưới biển là cua tôm cua sọ hết ăn sạch, cho nên ngài cha của mình là thịt cá không ăn mà ăn tôm cua sọ hết. Chỗ này đọc lại chương 9 câu 3 là sao bét. Thử cha về cha nghiên cứu không lỗ lã gì hết, không lỗ lã gì hết. Cha Nguyễn Thế Xuân là mọi loài mái động, còn Phụng Vụ Giờ Kinh là mọi loài di động có sự sống mà không có sinh khí. Hai cái khác nhau, sinh khí là hơi thở, là linh hồn, mà cái rong tảo nó là có sự sống mà nó không có sinh khí, còn con động vật có sự sống mà có sinh khí thì ta ban cho chúng cỏ xanh. Vì thế tụi con khẳng định ngay chỗ này mà tụi con trở về với thức ăn là cây cỏ hàng giống. Do vậy mà tụi con đã cho ra đời 13 cao đó, mà người ta ăn cái thức ăn nano đó để người ta được sống lại. Chỗ này là cái chỗ rất là hấp dẫn cho đạo. Ngày hôm nay tụi con không có miệng để nói, nhưng mà tụi con tin rằng rồi con sẽ tìm ra được ngay. Và giáo hội Công giáo của mình, chỗ này không phải là họ không thấy, họ biết đó, họ biết hết, họ hiểu hết, nhưng mà bây giờ họ sẽ thay đổi kiểu nào đây cho nó hợp, cho nó nhanh. Giờ thay đổi cái rầm đâu có được. Giống như trong gia đình cha, bây giờ cha chuẩn bị làm căn nhà, mai mốt người ta khởi công, vợ mẹ gì đập cái rầm cho sập hết, đâu có, tao phải dỡ từ miếng lá qua miếng lá, phải không nè, phải sửa từ từ bắt đầu mới nâng lên cái nhà mới. Vậy thì giáo hội Công giáo hiện giờ là đang biết hết á, nhưng mà không thể sửa một cùng một phút. Vậy thì phải có những tiên tri như thế này, nó nằm xuống như thế này, thì tự động những con người này họ sửa, và bắt đầu sửa theo, rồi trở thành một cái nguyên tắc hoàn chỉnh. Chứ giáo hội không bao giờ thay đổi, nhưng con chiên sẽ thay đổi. Rồi từ từ con chiên thay đổi, giáo hội thấy đó là điều tốt cho họ làm ra luật. Xong. Sao? Cha nói vậy đúng không? Hả? Cảm ơn cha. Cha nói vậy đúng không? Yeah. Giáo hội hiện giờ không thay đổi chỗ này. Vì giáo hội thay đổi là bao nhiêu cái đạo khác nó đập sao? Rồi bao nhiêu tàu thuyền bè của các nước trên thế giới giờ đang động vật không, mà giờ biểu ăn cây cỏ, giết mình hết. Khai trừ đạo giáo, mày đạo giáo cũng sổ. Nhưng phải có những tiên tri như vậy nằm xuống, rồi bắt đầu chữa ung thư, rồi từ từ ta nhìn vào đó, bắt đầu ta chớm nở ta đi theo. Người hôm nay anh đi theo, ngày mai anh đi theo, ngày mốt anh đi theo, bữa kia anh đi theo, 100 năm nữa anh đi theo. Từ từ giáo hội ấn định đây là cái luật ăn cây cỏ mà. Đó là cái hiểu của con. Con nói tiếp với cha chỗ này. Hiện nay Liên Hiệp Quốc không có gọi là đạo, không có đạo nào là đạo hết. Liên Hiệp Quốc cho đó là tôn giáo. Tại vì khi nói tới đạo thì phải nói rằng đạo là đường dẫn người ta đi, có một con đường duy nhất thôi. Mà cha biết đó là hiện giờ là Liên Hiệp Quốc gọi đạo Công giáo mình là gì? Là tôn giáo Công giáo. Còn đạo Phật là tôn giáo Phật giáo. Còn đạo Hòa Hảo là tôn giáo Hòa Hảo. Tất cả là tôn giáo chứ không phải là đạo. Mà mình cho rằng đạo, nhưng mà Liên Hiệp Quốc cho là tôn giáo. Tại sao cái từ tôn giáo nó nhỏ hơn cái từ đạo? Tôn giáo nghĩa là một mảng nào đó thôi, trong vũ trụ này có một mảng nào đó thôi. Còn đạo phải là dành cho tất cả mọi nhân loại trên vũ trụ này đi theo mới gọi là đạo. Vậy ngày mai này người ta sẽ cân đo đong đếm các tôn giáo. Ta sẽ cân các tôn giáo lại để chọn ra một tôn giáo thành một đạo để cho con người đi theo. Vậy tôn giáo đó có ba điều kiện này thì tôn giáo đó sẽ trở thành đạo. Cho thấy con nói chuyện mạnh không? Và cái điều này con nói ngày mai sẽ lên mạng. Lâu lắm rồi có dịp nói chuyện này, hôm nay có cha con sẽ nói chuyện này cho cha nghe là Liên Hợp Quốc sẽ, người ta sẽ cân các tôn giáo để chọn ra một đạo. Tôn giáo nào được đón nhận thì chọn ra một đạo, chọn tôn giáo đó làm đạo cho nhân loại đi theo. Vậy
tôn giáo nào phải có ba điều kiện sau đây. Một là phải ăn cây cỏ mang hạt giống. Hai là phải nhân quả, phải biết luật nhân quả. Ba là phải yêu thương và cho khoan. Nếu tôn giáo nào có ba điều kiện này thì ắt sẽ là đạo cho nhân loại chạy. Vậy bây giờ mình tìm hiểu về đạo tôn giáo mình có ba điểm này không? Đạo tôn giáo mình đầy đủ ba điểm này. Điểm thứ nhất là Chúa dạy mình ăn cây cỏ mà giống, mà ngày hôm nay khoa học xác nhận con người được ăn. Vậy cái điểm thứ nhất dựa vào ba điểm, một là đạo, cái tôn giáo anh có ăn cây cỏ mà giống. Đạo tôn giáo ta Chúa dạy rõ ràng như ban ngày là một. Điểm thứ hai, tôn giáo anh có nhân quả không? Thưa đạo tôn giáo có rõ ràng, Chúa Giêsu nói ai dùng gươm sẽ chết gì, ai gieo gió sẽ gặt, ai đông đấu nào sẽ được đông trả lại bằng đấu. Vậy đây có phải là nhân quả không? Đây là một cái điểm thứ hai. Điểm thứ ba, Chúa Giêsu dạy anh em hãy yêu thương và anh em hãy cho nhân. Vậy thì đạo nào có ba điểm này là đạo đó, tôn giáo đó sẽ là đạo cho nhân loại trẻ. Đạo công giáo ta có ba điểm. Mà tại vì người công giáo ta không khai thác được ba điểm này, không khai thác được, mà đã biết đó nhưng mà không thực hành được, thì đó chưa phải là đạo. Cho thấy rõ không? Còn đạo Phật nó có điểm này. Đạo Phật là ăn chay. Đạo Phật là Đức Phật dạy không được sát sanh hại vật. Nhưng mà Đức Phật không dạy ăn cái gì. Vậy thì hiện nay đạo Phật có hai phái, một là Nam Tông, hai là Bắc Tông. Bắc Tông là ăn chay. Ăn chay thì có chay kỳ, chay trường, chay chay ngạt. Còn Nam Tông là ăn mặn. Vậy thì cũng một Đức Phật mà chia ra hai nhánh, bên ăn mặn, bên ăn lạc. Nó chọi bán. Còn đạo công giáo ta thì vì hiểu chưa tới cho nên vật dưỡng nhân. Phải không nè? Vì hiểu chưa tới cho nên gọi là vật dưỡng nhân. Mà nếu hiểu tới theo cái miệng cha Tường nói thì nhất định là đạo công giáo phải là bá chủ thiên hạ. Vậy cha nghĩ giáo hoàng hiểu được chỗ này không? Ngày mai này sẽ có người thông dịch cái chỗ này muốn cha Tường nói cho giáo hoàng nghe, tỉnh ngộ ra đi. Trời ơi, ông cha nhỏ xíu mà nó đúng luôn. Không sai đâu cha. Không sai gì, kinh thánh có mà. Và ăn cái cỏ mà giống, và sợ tội, và yêu thương cho không. Đây là điều trong kinh thánh Chúa dạy nói rằng ai mà không sợ ba điều này chứ. Sợ bệnh mới ăn chay ăn cái cỏ chứ. Cả gan mà ăn cái thức ăn không nano hay là thức ăn nano của nhân tạo thì chết liền không biết. Phải không nè? Vậy đó là cái điều mà con muốn nói sơ sơ đi cha. Còn nhiều điều con hiểu lắm nhưng mà không thể nói hết với cha một lúc được. Cha công nhận không? Nãy giờ con nói cho thấy có chỗ nào trắc trở không? Có chỗ nào khó nghe dữ không? Cái nghĩa là nghe nó đúng theo, nó rót vào tai của mình. Nhưng mà luận đúng hay luận sai cha không nên luận. Thế nè, bị dịp cha còn bề trên với cha. Cha mà cha luận sai đúng một cái là cha đi bụi liền. Mà cha luận sai cũng chưa sao cha dám luận sai. Đúng như lời Chúa sao dám luận sai. Thôi thì cứ nghe, đúng không nè? Vậy tụi con khẳng định với cha, tụi con chữa được các bệnh nan y là tụi con dẫn người ta trở về với cái ban đầu mà Chúa dựng nên con người là ăn cây cỏ mà. Vì thế những người bệnh này họ chết theo tự nhiên và họ sống theo tự nhiên. Cha thấy rõ ràng không? Vậy thì tụi con dùng một cái loại vaccine là cháo nano. Cháo nano là cháo nước, được gọi là cháo nước, nấu thành nước. Lấy cái nước đó ăn mỗi ngày thì cái nước nó vừa bồi dưỡng, vừa đẩy nuôi những cơ bệnh của mình. Bên cạnh đó tụi con dùng cái loại thuốc gọi là thuốc núi, trồng với một cái vùng đất đó, thì loại thuốc đó là nó tạo ra một cái chất chống oxy hóa, đẩy mạnh lên ung thư sau. Cha thấy dễ chữa không? Con người mình bệnh ung thư là giống như một cây sắt nó bị xét. Cha phải dùng cái giấy nhám cho trà rồi cho rửa sạch sẽ, cho lấy sơn lại là hết xét. Thì khi mình bị ung thư ngang phổi là nó cũng khối u trong phổi mình. Bây giờ mình làm sao? Mình phải lấy cái lọ thuốc núi đó, mình uống vô để nó rửa nó chà, nó ép cái độc ra ngoài. Rồi mình dùng cháo tắm nhảy vào, nó là loại vaccine để làm cho mình mạnh khỏe, không nạp cái độc vào. Thì từng bước hết bệnh. Đơn giản như trở bằng tay, cha thấy trị ung thư như trở bằng tay. Lạc qua lạc lợi. Nhưng bệnh nhân không nghe lời cha thì đi chết. Còn nếu nghe lời cha thì cơ hội sống rất là cao.
Và khi cha nói như thế, cha đã cho ra quá nhiều cái ông thư phổi rồi. Chứ đâu phải cha nói cái miệng cha chơi đâu, không có. Ở đây cha không có ngồi đây chơi. Cha nói rằng cha ngồi đây khó. Để cha ngồi cái ngai này cha nhận bệnh khó. Phải có bộ linh mục bổn sở tới. Rồi sáng giờ cha thấy biết bao nhiêu người bị đuổi về hết, không nhận bệnh. Mà khi cha đã nhận ngay cho các chị tới cùng này, thì cha biết cái con đường đi của ung thư, và cha biết được cái khả năng của nó phản ứng như thế nào. Nó là một siêu bão. Nó là siêu bão, nó cuốn mình đi là nó cuốn chiếu. Nó không có thường. Thì những điều cha nói hôm nay với những người bệnh đây, cha đã nói quá nhiều trên các cái bài giảng trước rồi. Thì hôm nay con chỉ nói sơ sơ vậy cha thôi, chứ mình không đủ thời gian để nói nhiều cha nha. Nhưng mà con muốn nói cho cha hiểu cái cách con trị bệnh là như vậy. Cha đã hiểu rồi chứ gì. Giờ đây cha là người đưa con chiên đến trị bệnh, thì con trị kiểu nào miễn hết bệnh cho con chiên của cha là được rồi. Hả nè, anh làm thế nào làm kệ anh, miễn con tôi hết bệnh. Hả nè, tôi chỉ cần biết nhiêu đó. Con lập luận kiểu gì đó tôi không biết. Đâu kiểu như cha cẩn mà lại nói ba cái không biết vậy mỗi đi về. Nhưng ông sai. Ông không chấp nhận nghe thì ông cũng phải ngồi đây ông nghe để mà trị bệnh cho con không. Nên ông chấp nhận nghe, miễn nhận đi về, ông làm như ông cố mình vậy, mình sao mình chữa bệnh được. Hả nè, như vậy cha phải hiểu tụi con. Tụi con phải lập luận như vậy tụi con mới chữa bệnh và người bệnh đó. Vậy tất cả những người bệnh cha nói nè, hôm nay mình mắc bệnh nan y là do mình ăn sai thức ăn. Do mình ăn sai cái thức ăn mà Thiên Chúa đã an bài cho mình thức ăn đó. Mà mình không ăn là chẳng qua không phải mình không biết, mà ông bà mình không biết chứ không phải mình không biết. Hả nè, ông bà mình đi trước thì mình bước theo sau. Rồi bây giờ mình đã sai rồi, bây giờ có người dẫn mình ra khỏi cái lỗ hổng đó. Giống như bây giờ cha nói là trước có lỗ hổng cứ hốn. Mà nếu không tin cha không cứ đi thì không sập. Phải không nè? Còn nếu không tin cha thì đứng lại thì em sẽ sốc. Ông nghe giọt. Bây giờ cha nói bây giờ con việc ăn ông giặt đi là con chết. Con không tin cha về ăn đi, chết đâu biết. Đúng không? Còn nếu con ăn cháo trắng đi, cha trị cho khả năng hết cao. Phải không nè? Nếu con tin cha thì cha sẽ có cách làm cho con hết bệnh. Còn khi con hết bệnh vậy con ăn gì ăn cha không biết. Cha không quan trọng ăn cái gì. Ngay bây giờ cha muốn con nghe lời cha để cha cứu mạng con. Còn khi cha cứu mạng con rồi cha không hề biết con là ai, con muốn ăn cái gì, muốn làm gì quyền. Cha không xen vô gì đời tư. Cha có nhận chỗ này không? Còn ngay bây giờ cha nói con ơi, ở đằng trước có cái hố mà con không nghe lời cha con đi thì con sẽ té gãy rồi, sụp hố gãy rồi. Mà nếu con nghe lời cha con thắng lệnh quẹo qua đây con đi là con không thấy gì rồi. Ngay bây giờ cha nói con ơi, con ăn mặn vật là con sẽ chết vì ung thư phổi. Con nghe lời cha con ăn đi chết không biết. Vì con cũng đã ăn rồi, con không hết con mới chạy tới đây. Phải vậy không cha, con nhận không? Vậy con đến đây cho bảo con ơi, con đừng ăn cái đó, con ăn cái này nè. Nghe cha chỉ ăn cái này thì con nghe lời cha con ăn cái này tự động hết bệnh hết, có gì đâu. Hiểu không nè? Dễ hiểu không? Vậy nhóm ăn cháo trắng được không? Hả? Chắc chắn được không? Người ta ăn đầy đây mà mình ăn không được rồi sao? Người ta ăn khổng quý. Cũng cắn chứ cả sao? Ăn kiểu cũng cắn chứ ạ. Ăn cái gì cũng ăn miễn cũng sống rồi. Vì lên cái bước đó mấy nhân măn quán chắc chắn còn khổ thì nó có nhanh đi nữa. Chắc mất khi mình cố gắng thôi chứ. Mà hơn là mình cũng bệnh thì mình phải dư cái nơi cha nổi. Ừ. Có lần cha đã nói với mọi người rồi. Bây giờ mình xây một cái nhà lầu 10 tầng thì cái ông thợ thợ đó phải dùng một cái giàn giáo nghiêm chỉnh mới lên tới tầng 10 được. Vậy cái giàn giáo này là do ông thợ chất lên hay do cái nhà lầu nó đòi cái giàn giáo? Ông thợ nói bây giờ cái nhà lầu anh 10 tầng, tôi không cần bắt giàn giáo, tôi chỉ cần cột ngăn ông tôi leo lên tôi tô, tôi sơn được hết. Nhưng mà có an toàn không? Làm có thành công không? Hết nè. Vậy thì cái nhà lầu 10 tầng tự cái nhà lầu nó đòi dàn giáo nghiêm chỉnh chứ không phải tự ông thợ đâu. Ông thợ ông bay lên ông tô cũng được đó, nhưng mà ông làm được mấy bữa. Nhưng mà nếu có một dàn giáo nghiêm chỉnh là ông sẽ làm nhanh gọn. Vậy cái dàn giáo này nghiêm chỉnh là do cái nhà lầu nó đòi, chứ không phải do ông thợ đâu. Cái bệnh ung thư của con là do cái bệnh đòi con ăn cháo trắng chứ không phải do cha. Cha đồng ý không? Cái bệnh của con nó đòi con phải đi phát đồ đó nó mới hết chứ không phải là cha muốn. Cha không muốn đâu. Cha đã nghiên cứu, đã chuẩn quá ở phòng thí nghiệm rồi. Bây giờ cha đưa cho con cái phát đồ này là con ăn vậy là con sống đó. Còn con không ăn là con chết thôi, bị cái bệnh con nó đòi đó, chứ không phải cha đòi.
Nhưng mà nhiệm vụ cha là cha hiểu hơn, con cha nhắc con phải ăn vậy đó. Còn con không nghe lời cha là con chết chứ nghe cha chứ. Cha đó có bệnh đó mày thấy chết đó. Nhưng mà cha biết chắc cái nhà lầu đó nó phải đòi như nhà giá nghiêm chỉnh. Cha biết chắc cái bệnh ung thư đó nó phải đòi phát đồ nghiêm minh vậy. Nó mới hết bệnh. Chứ không có khơi khơi mà hết bệnh được. Trên đời này là coi như là mình đó, là mình phải trả một cái giá đắt vô cùng. Cái gì cũng phải trả giá cũng. Chứ không phải mình nói là mình ăn cho đã đời, ăn chơi đã đời đến kiếp rồi mình lợi biểu ông cha dẫn tôi đi chữa bệnh. Đâu có được, ông cha nó đâu có được. Mày nhỏ lớn mày không biết cha thầy nhà thờ nhà thấp, không biết chúa biết bà biết kinh biết kệ vậy mày lợi biểu tao dẫn mày đi. Mày chưa có trả cái giá đó mày biểu tao dẫn mày đi. Còn cả đời của mày là sống thì sinh hoạt ở nhà, dư thời gian vô nhà thờ sinh hoạt, mày bệnh tao dẫn mày đi nghe thôi. Đó là nhân quả là chỗ này. Mày gieo thì mày phải gặt. Hôm nay ngày hôm qua mày mạnh khỏe, cha nhờ mày gì mày cũng làm. Hôm nay mày bệnh tật thì mày mày bệnh là cha đưa mày đi. Hồi nãy cha sở có nói với cha là tụi con nói cha sở là đưa con đi chữa bệnh, cha sở không có trả giá. Thấy vậy không? Cha sở không có trả giá cho bệnh nhân nha. Mai sắp xếp mai cha đi. Ông này cũng ngon thiệt à. Thánh thiện vô cùng. Ông có trả giá cho bệnh nhân. Còn mấy cha kia trả giá tối ngày sang đi trả biết không được rồi nghịch lộn luôn. Khổ lắm. Vậy thì đời sống của tụi con như thế nào cha sở với ông trả giá. Và đời sống của ông cha sở thánh thiện như thế nào mà ổng nghe nói con chiên bệnh làm ẩm đi đi. Cha con nói thiệt với cha đó. Nếu con là cha xứ như cha đó, con cẩm từ mấy đứa một đi. Cẩm từ đứa một đi, mày bệnh gì tao cũng cẩm mày đi đó. Tao để của lễ lại trên bàn thờ. Đúng không nè? Rồi tao đem mày đi chữa bệnh về tao làm lễ sao? Chúa không tách chỗ này. Mà trái lại con chiên nó sẽ cẩm cha y như vậy. Cha thử gì thì nghĩ là nói của con. Ngày mai cha về tới xứ nào cha mà cha thông báo rộng, đứa nào bệnh cha cẩm đi. Nếu cha đang kẹt làm lễ cho bác luôn. Cha về cha làm lễ sao? Chúa không bao giờ trách cha. Thế gian không bao giờ trách cha. Hồng y giám mục còn cưng cha hơn. Cha công nhận cho đây. Điều đó là điều cứu người mà. Cứu người trọng hơn của lễ. Chúa nói là ta không cần cái của lễ mà ta cần cái lòng. Ta cần lòng nhân hơn là của lễ. Thế nè. Vậy thì hôm nay cha đến đây rồi, ngày mai cha về nhà cha thông báo rộng. Tất cả những con chiên nào không nhất thiết ở trong mọi đạo cha, mà ai đang quằn quại trong cơn đau đớn hãy hôn cho cha. Cha sắp xếp cha cổng đi liền tại chỗ. Không biết cha cổng nó cổng cha. Cha chỉ đi với nó thôi là nó cổng cha đi, chứ cha đừng tưởng cho cổng nó đi. Xe bốn chỗ đút đít lợi máy lạnh phà mà cha ơi vô. Điều này là điều nên làm cha. Cha chúng con bỏ thuê xe cha không đi, cha bỏ thuê cha đi xe đò. Cha không đi xe con. Chuyện đó là chuyện của ổng. Nhưng mà chuyện của cha suy luận là như vậy. Con chiên không để cho cha mình đi bộ đâu. Ổng thì ổng đi xe đò là ổng muốn cổng con vô đó. Đó là một hình thức ổng cổng đó chứ không phải là ổng đi xe đò. Còn nếu mà con đưa xe lên du lịch lên đúc đít, ổng vô ổng ngồi thì không phải ổng cổng đâu. Ổng đi xe đò chính là ổng đang cổng mình vậy. Thế nào? Vậy ngày hôm qua tụi con thương, ngày hôm qua tụi con thương cha mình có một, ngày hôm nay tụi con thương cha mình tới 1000 lần. Mà không có ngàn lần thương hết luôn chứ không có số đây. Tình thương này không có còn số nữa. Tình thương này gọi là không ranh giới. Gọi là y phọt ma xong, đó là thương tận cắt. Ad the toa gọi là thương tận, tận nhân lực tuy phiên mệnh. Ad the toa là như vậy. We use the catch là thương tận nhân lực tuy phiên mệnh. Vậy thì ngày hôm qua mình thương như thế nào, hôm nay mình phải thương ad the toa. Thương tận cắt. Đó là điều cha mong mỏi như vậy nha. Rồi đến đây chữa bệnh thì phải biết dâng lời để cha chữa mới hết bệnh. Còn không biết dâng lời cha chữa không nổi. Cha chữa 2-3 bữa rồi là cái quỷ lôi chạy. Quỷ nó lôi chạy chứ không phải cha lôi. Ở đây cha chữa nhiều căn bệnh lắm. Cha chữa có ngày, có tháng, có số, có má, có thứ tự dữ đó nha. Những lời cha nói như vậy thì về cái lý lẽ để mình chữa bệnh nha cha. Với con chiên nha. Rồi thì còn những cái lời dặn dò thì các bác sĩ người ta sẽ có cách dặn dò mình mỗi ngày. Người ta sẽ viện chẩn mình mỗi ngày theo cái cơ thể, theo cái nhiệt độ, theo cái đời sống, theo cái ăn uống, theo cái ngủ nghỉ, theo cái sinh hoạt của mình.
ban diện cảnh là mỗi ngày sẽ thay đổi mặt. Rồi từng bước, trễ nhất là 3 tháng, chậm nhất, nhanh nhất là 2 tháng. Không có đâu, 60 ngày mà cho sở gì cũng chưa đi một cơn du lịch nào mà mình đã về. Cũng chưa đi du lịch đến một chỗ nào mà mình đã về. Khi đến đây trị bệnh thì mỗi người phải làm hai cái giấy. Một là giấy xin khám bệnh. Giấy này xin khám bệnh để nói rằng sau khi tôi khám bệnh rồi, sau khi tôi ra viện rồi thì mọi người ở đây không được quyền đòi tiền tôi, vì tôi đã làm đơn xin chữa bệnh miễn phí không tốn tiền. Tuy chữa bệnh miễn phí nhưng phải làm đơn, vì là mình không cân đo đong đếm sát sườn ngay lúc này thì sau khi hết bệnh nó lủng củng. Vậy ngay giờ này ai chữa bệnh đến cha chữa bệnh, cha bắt phải làm cái đơn xin chữa bệnh miễn phí, ký tên rồi, đồng ý không? Ngược lại khi con ký tên vô đây rồi thì con hết bệnh, cha không được đòi quyền đòi tiền con. Mà khi con hết bệnh rồi, con cũng không được quyền nói cha là cha chữa bệnh con 100 triệu, cha móc cái này ra là con chết. Rồi con cũng không được nói xấu cha xứ con là ổng, tôi cho ổng 50 triệu, ổng mới dặn con đi. Cha cấm hết tất cả rồi nè, đồng ý không nè? Mình phải cân đo đong đếm trước khi. Thế nè, đồng ý không? Các bệnh nhân đồng ý không? Vậy các bệnh nhân đồng ý là phải ký tên vào đây nha. Rồi, xin hướng dẫn họ ký tên. Ký tên, ký ghi rõ họ tên. Cố gắng mọi người mình phải tự ký cho cuộc đời mình nha. Mình phải tự ký cho cuộc đời mình, nếu còn ký được mình phải ký quyết định cho cuộc đời mình. Còn các cha ở đây và ban diện chẳng đây là chỉ ký để bảo lãnh thôi, chứ không quyết định được nha. Mình còn mạnh khỏe là hãy tự ký quyết định. Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? 75 chưa? 539. 539 là 80. Là 79 tuổi. Kể 80 tuổi. Còn khỏe quá mà. 80 tuổi mà còn được đi trị bệnh vậy là quý lắm rồi, còn ta đi du lịch hết trơn rồi. Những người như vậy là mình dẫn họ đi trị bệnh được, mình phước báo lắm. Phước báo lắm ạ. Khỏe lắm, mình thấy tôn trọng họ mới được. Rồi thôi ghi như đó được rồi. Ha. Ông này chắc ông không làm khó cha đâu. Hết sức làm khó rồi. Đã trẻ mới sợ thôi chứ. Dạ cái này làm khó cha cũng ai tin hết. Rồi. Ở đây là cha đã giác ba cái mọc này vô là cha thông báo với ba bệnh nhân là cha không được, không đòi tiền ai hết nha. Rồi những người bệnh này là coi như mãi mãi là chữa bệnh không ai tốn tiền. Là một chuyện nha. Chuyện thứ hai, bây giờ mình phải có ba cái giấy này gọi là giấy cam kết khám chữa bệnh nha. Giấy cam kết này có cha Tường ký tên, ban diện chẩn ký tên, cha sở ký tên và bệnh nhân ký tên vào, để nói rằng nếu mà lỡ mình đang trị bệnh ở đây mà lỡ có chết không được thưa kiện. Thưa kiện là ở đây người ta không dám chữa. Nhiều khi mình đang vô khỏe, ngày mai mình trúng gió mình chết queo rồi, giờ mình thưa người ta là sao, ai chịu được đó nè, phải vậy không? Rồi bây giờ là thưa cha thì cha, trời ơi mình chữa nó thì chết cũng có lý do, đi ở tù cũng vui. Mà ông cha này ông đi ở tù cũng mới buồn. Trời ơi tôi chẳng nó lại tới đây này, giờ chết tôi mới đi ở tù vậy sao? Đi nã ra là ở tù cũng bậy. Vậy nếu đã vô đây chữa bệnh rồi thì mình phải hoàn toàn, lỡ có bề gì xảy ra tai nạn chết chóc mình không được thưa kiện đi cứu thì cha mới chữa bệnh. Con có đồng ý không? Ông có đồng ý không? Ông có đồng ý không? Nếu ông, mấy ông không đồng ý là cha Thường không bao giờ dám chữa, vì cha chữa mà lỡ có chết cha đi ở tù cũng vui, còn ông này đi ở tù cũng mới quen. Nhưng mà cha đi ở tù cha lâu rồi không đi, chứ còn khuya cha mới tha cho.
Nếu những người này thưa cha để ở tù thì cha đâu tha cho ông này. Rồi ông đem con chiên của ông vô nó què rồi nó chết mất thử và nó thưa tới để ở tù thì tôi phải thưa ông ta thôi. Phải không nè, tuy con chiên không thưa cha nhưng mà con thưa. Cha đồng ý cho này không? Rõ ràng cha đâu biết con chiên nó què, con biết nó què nó chết bất tử, dọc đường nó chết, bây giờ là nó thương con đem nó tù thì con cũng vui, tại con có ảnh hưởng nó cho nó uống miếng thuốc nó chết. Rồi giờ nó rõ ràng mình biết nó què nó chết á, mà giờ nó thương mình đem nó tù, cha nó ngồi ngoài chơi đâu được. Một là đem nó tù sao, hai là đem cơm mỗi ngày. Vậy cha chọn phương án nào? Vậy là không đem cơm mà cũng không ở tù chung, phải ký giấy vô đây. Nghe cha đồng ý không? Rồi, ký vô. Ký vô. Bây giờ chỉ cho hoàng con hoàng kia cho chỉ cho mọi người ký. Phải ký vô, bị con cũng ký nữa. Cùng đồng nhau ký mới chữa bệnh được. Lên sùng hết. Ký làm chứng. Phải vậy, chữa bệnh phải như vậy mới được nghe. Còn nếu mà chữa bệnh mà không rõ ràng thì cha không dám chữa. Còn nếu cha này nó tù cho đổ tha cho ông này. Đúng vậy không Tiết? Chắc con chiên què ở đây chết cái ông đưa cha này nó tù vô nghĩa lắm. Hoặc là cha bắt ông phải đem cơm ngày 4 lần, cha ăn 4 lần. Ông muốn hết mà ăn gì luôn. Sáng mới 6 giờ sáng ông đi đâu cha đem cơm vô cho từ. Rồi 9 giờ đem cút tê lần, 11 giờ đem cơm trưa, rồi 2 giờ đem cút tê, rồi 5 giờ là đem cơm chiều, tối đem cà phê nữa. Vậy thôi ở trong đó luôn cho rồi. Ví dụ con đi từ một tiệm nào đến đây nó đi đâu à. Ở đây làm việc phải nghiêm túc, phải rất là nghiêm túc, còn tí thì nếu mình làm việc không nghiêm túc á thì mình phải bị gặp khó rồi. Cái pháp lý này quan trọng lắm luôn. Trâu sống không ai cầm cả, trong ngã thiếu gì mẹ cầm dao. Sợ, con sợ dữ lắm. Mà mình sợ thì mình không cứu mạng được. Cha công nhận không? Dạ, đúng rồi. Nếu mình sợ quá mình không cứu được, cho nên trước khi mình cứu mình phải ba mặt một lời. Quay phim nữa, mày nợ nữa, mày có sáng giấy này, tao còn có quay phim đây nè. Để cho nó an toàn, ghê lắm cha. Chú ơi, khổ lắm cha, khổ lắm. Hôm nay cha đưa con chiên đến đây là cha trút cái gánh nặng rồi, còn tụi con đang gánh. Cha không nhớ rằng là tụi con đang gánh, gánh cho đến ngày con chiên này sống rồi. Cực lắm cha, gánh cực khổ dữ lắm. Cha không cảm cho tụi con mà phải giấy tờ này. Mà con đúng chứ. Phải ký, ở bên Mỹ ký mấy chục tờ luôn nha. Đây ký có 2 tờ nhẹ lắm rồi. Bị gì đây có cha xíu bảo lãnh khổ ký không được. Cha xíu bảo lãnh khổ ký luôn sao. Để có đến ngôi đằng sau kia bằng lãnh. Có chúa che chở em. Vâng. Cố gắng nè, sau khi làm hồ sơ hợp pháp này là khó lắm, để được làm hồ sơ này khó lắm. Cho nên giữa chừng trị bệnh đừng có bỏ chạy nha. Mà cha xứ bỏ công tạng sức khỏe đi đến cứu mình rồi mà mình bỏ mình chạy vậy là không được đâu nha. Đó mình về mình không nhìn cha xứ được, mình sẽ buồn không không. Con ơi, cha hết sức cho đổ công đi xe đò cổng vô tới đây mà con bỏ về không được. Tội nghiệp cho ông cha Tường mang viện chẩn đem tưới thuốc tối ngày không? Tà tạo ra được một liều thuốc không có dễ cha. Mà thuốc này phải nên chi nó có bán mình không nói, nó không bán nữa. Thị trường nó không có bán, mà chi nó có bán mình không nói, nó không có bán. Bây giờ kể cả cha Tường cũng phải ký vô luôn để mà làm bằng chứng nha. Cha là người nói thôi, nói phải ký chứ không ký không ai coi ra gì nha.
một. Ký vô đây cho cha con một nha. Đâu đó đàng hoàng chứ nếu mình không ký á, thì người ta nói mình nói không. Rồi không ai tin mình luôn. Bây giờ cái pháp lý này mình, cái pháp lý này mình là mình đã xong nghe cha. Ba cái pháp lý này là mình đã xong. Coi như mình có ba người ký này, thứ nhất là con ký vô đây, thứ hai là mình có tất cả những người mình ký vô đây, pháp lý mình đã xong. Vậy thì tiếp theo đây cha sẽ cấp cho ba cái thẻ bài. Ồ, ngon lắm. Ba cái thẻ bài này là thế giới không được quyền làm khó con. Thế giới à nghe cha nói, thế giới à, chứ nghe kỹ cha nói không, thế giới à. Còn cha được quyền là khó nha, cha đuổi à, nếu trần thất đồ cha đuổi à. Còn thế giới không được quyền là khó không, cha sẽ ghi tên tuổi con vào đây, đây là pháp lý của nhà nước nha cha. Đó, vậy không ai được quyền làm khó, muốn làm khó con phải làm khó cha trước nha. Khi đó khi cha trị bệnh cho con thì con ốm đau bệnh tật gì đó thì cha cảm thấy con ở nhà trọ được thì con ở, còn cha cảm thấy con ở không được cha rút con về đây nha, tùy tình hình mà cha biến chuyển thôi, chứ không có trách cha được nha. Vậy thưa cha, đây là một cái hồ sơ có pháp lý đầy. Để được một cái hồ sơ này để trị bệnh nan y không phải dễ dàng đâu. Nhà nước, cha Tường, cha Na Minh, ban nhiệm cảnh tạo đủ mọi điều kiện cho tụi con đó, tụi con phải hết sức trân trọng chỗ này. Và đã không chữa thì thôi, mà hãy chữa thì chừng nào ở đây chạy con mới được về nha. Chừng nào nó chạy con mới được về. Nhưng con hãy nhớ rằng ở ngoài, bên ngoài con đã hết chỗ chữa rồi, thì bây giờ con còn một chỗ chữa ở đây, mà ở đây đã làm những hồ sơ bệnh án của con như vậy, mà con chữa ở đây mà lỡ con có chết ở đây con vui vẻ mà chết, chịu nổi không? Phải không? Vui vẻ chết cho diễn gì cho. Còn nếu con mà sống con về một cách vinh quang mà chết một cách quy hoàng, ta nói rất là rõ, chết là chết trong nhà Chúa chứ không phải chết ở ngoài ngoài động ngoài ruộng. Thế này, chết ở đây cha công nhận không? Chết trong nhà Chúa, chết trong tay cha Tường, chết trong tay một linh mục, bị dạ tuyệt không? Khó kiếm lắm. Thế nói đúng không? Chết trong tay một con cha mà ăn cây cỏ này. À thưa cha, một linh mục bị dạ tuyệt không, đứng trước một người chết thì linh mục đó được quyền tha tội. Cha có hiểu gì phía giáo luật chỗ này chứ gì? Tất cả những con mà chuẩn bị chết cha sẽ giải tội như thường, hiểu không? Cha được quyền giải tội, cha công nhận chỗ này giáo luật cho phép nha. Trong lúc tụi con hấp hối cha giải tội cho tụi con là bình thường nha. Cha bình thường nha, cha có một cái quyền hành như là con cha xứ con vậy. Nhưng mà cha không chờ, hôm nay trước khi cha xứ con về, cha xứ con giải tội xứ chồng trước đi, cho nên không còn. Cha thấy gì sao? Sức dầu tại chỗ, rửa tội tại chỗ đi, rồi giải tội gì đó là cắt hết đi. Rồi nếu mà giờ chót mà cha thấy ngọn cha giải tội cho sức dầu cho cha vẫn có khác thằng không như thường nha. Nhưng mà cha không để con như thế đâu, cha có pháp lý nha, cha sẽ cố gắng cứu chữa con nha. Vậy cha nói như thế tụi con chết vui vẻ, chết đây vui vẻ không? Cha thấy vui vẻ không? Mà nếu tụi con sống lại đây quy hoàng không? Sống lại là quy hoàng mà chết là lên thiên đàng vinh quang. Vinh quang lên thiên đàng luôn, bị gì ăn chay không lên, đâu còn mặn nữa đâu, chết lên thiên đàng luôn nha. Rồi đây là pháp lý đã xong nha. Thì cuối cùng cha nói với những người bệnh như thế này, tụi con hãy nhớ, lần này chữa bệnh về rồi phải ráng nghe lời cha xứ, ráng nghe lời cha để mà sống tốt đời đẹp đạo, sống tốt đạo đẹp đời, để làm gương sáng cho mọi người trong họ đạo và làm gương sáng cho con cháu mình nha. Rồi biết nghe lời cha xứ để cha xứ cũng nhẹ lắm chứ con, vậy chứ làm cha xứ một con chiên mà nó xịt giặt là mình đã mệt rồi đó. Chứ đừng nói mà mua ba con như vậy, ba con vậy là ăn không nổi. Mỗi con mà nó ngóng hướng là mình chết rồi. Ba con này nó đã làm cha mất ăn mất ngủ một đêm trên xe rồi. Vâng nè, vậy cho dẫn tụi con là cố gắng về nhà sống tốt nha.
để cho cha mình có khổ nha. Rồi cho cha cũng bớt lo, cha Tường cũng bớt lo. Bởi vì các cha đây cũng nhiệt thành cứu mình mà, mình phải ráng cố gắng thôi. Trong quá trình trị bệnh thì mỗi sáng này bệnh nhân ta đến đây ta đọc kinh là Chúa Đốc Nhan thì mình cũng làm theo ta để mình cầu xin Chúa chữa lành. Đó là đức tin của người Công giáo mà. Điều đó điều tốt, điều lành chứ. Quá thuộc điều đó điều nên nhé, điều đó điều nên. Còn mỗi sáng thì cha cũng gặp cha dạy dỗ chút đỉnh để mình biết cái cách chữa bệnh. Rồi trong khi đó các thầy, ba thầy này, cha còn một thầy nữa đang trên đường trở về để chữa ung thư. Cha có bốn thầy chữa ung thư rồi nha. Thì theo nguyên tắc mà nói thì các thầy của cha bốn thầy là hơi bị quá tải, ung thư nhiều là quá tải chữa không nổi. Nhưng mà cho đến bây giờ mình sẽ cố gắng, bởi vì mỗi tháng cho ra từ 5 ca đến 7 ca ung thư. Vừa ngang qua cho ra 5 ca thì ngoài có biết hết rồi phải không? Có qua không? Có thấy ra 5 ca không? Có thấy không? Có ham mình thấy ngày đó không? Hôm qua con có thấy không? Con mới lên được ạ. Chị mới lên hả? Con vừa thấy trên mạng. Con có thấy. Tháng trước cha ra 5 ca, hôm qua ra 5 ca, tháng sau cha ra 5 đến 8 ca. Rồi cái đám này chắc là lễ phải là tới trước lễ Giáng sinh. Thôi thì cha cho ra về ăn lễ Giáng sinh nha. Đậu vậy đi, Giáng sinh năm nay mình không ung thư. Giáng sinh năm rồi mình ung thư. Giáng sinh năm nay mình nghỉ ung thư. Thì hôm rồi ông Tôn Văn Hùng cũng vậy, ổng vô ổng xì xào xì xào rồi tự động cái đó nó theo ngày tháng mà nó hết nha. Đừng khổ vì các thầy đây ta đủ kinh nghiệm hết rồi, ta đủ kinh nghiệm hết rồi. Giờ vì điều quan trọng mình nghe lời ta thôi nha. Giáng sinh năm rồi thì là con ung thư, mà Giáng sinh năm nay con không ung thư. Giống như mùa mưa lần trước thì cha về đây ghé thăm con là con ung thư, còn mùa là mưa lần này cha về đây ghé thăm con là con hết ung thư vậy. Thì cuối cùng cha có ý kiến gì để dạy dỗ tụi con? Con cảm ơn cha với lại quý thầy này, con rất hiểu. Chắc chắn là con cũng mong ước là con được gặp mà cha cũng như quý thầy, con là được về đây nhiều hơn nữa, và nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Còn rất là nhiều những con trên bệnh hoạn còn rất nhiều, nên là con sẽ con không có ngại đường xá xa xôi hay đi hay là sức khỏe của mình không ngại, bởi vì cái công việc của mình cũng như là cái vai trò của mình cần phải làm, mình cần phải làm, và giáo hội dạy đào tạo cũng dạy mình phải làm cái công việc đúng vậy, đúng vậy mình phải làm. Nhưng mà con cũng có thời gian không có nghĩ con nói đây với người bạn là ông chủ của người cha nói đúng. Bây giờ như thánh Vi Sơn con nói là những người nghèo là ông chủ mà. Về mình không phải đến để dạy họ mà chính họ dạy cho mình. Cảm ơn cha và nói chuyện với cha để chia sẻ rồi nghĩa trang con thấy thì cái Chúa thì ở xa, còn mọi người thì ở ngay bên cạnh chúng ta. Yeah. Mà cái tình yêu mà chúng ta dành cho Chúa như thế nào được cân đo đong đếm bởi chính cái tình yêu mà mình dành cho nhau. Đúng rồi. Đó là yêu Chúa. Mình dành cho nhau tới đâu thì yêu Chúa tới đó. Ý cha vậy phải không? Vậy thì nãy ngay từ đầu con nói cha là cha phải cảm ơn ba người này. Dạ, đúng rồi, đúng cha nói rất là có lý. Dạ, đúng vậy. Vì không có ba người này cha không làm rõ lời Chúa được. Khi cha nói con hiểu được thì con đối với con hiểu là những người này là ông chủ của con. Đó, như vậy. Nhờ họ mà cha làm sáng ra lời Chúa. Chứ còn mình cha không sáng nổi. Đúng rồi. Rồi tụi con chính là người phục vụ. Mà nếu không có những ông chủ này thì tụi con cũng không phục vụ được luôn. Không có mọi người thì cái vai trò của mình nó sẽ bị triệt tiêu. Dạ. Yeah. Thôi thì nãy giờ tụi mình nói chỉ là lý thuyết thôi. Bây giờ mình hành động là mình chữa lành. Dạ. Yeah. Những cái mình nói là lý thuyết. Yeah. Nhưng mà để xây được một căn nhà phải có bản vẽ. Để chữa một căn bệnh lành tính thì phải có cái cuộc nói chuyện hôm nay. Và từ cái nói chuyện hôm nay chính là cái bản vẽ chỉ đường mình đi. Chính là cái la bàn dẫn đường cho các bệnh nhân đi, cho các thầy thuốc đi cho đúng tiếng, đúng hướng. Thì bệnh nhân đó sẽ được chữa lành. Cuối cùng là chúng con cảm ơn cha. Còn mong rằng là chúng con sẽ mở cửa đón nhận tất cả những con chiên hay Phật tử hay là tôn giáo không. Với điều kiện có những ông chủ dẫn về thì tụi con sẽ đón nhận hết. Mà nếu không có ông chủ dẫn về thì tụi con không đón nhận.
vì đây là đường lớn. Thưa cha, thì con nói là cái vai trò của con, à, sau này con sẽ không phải là những người gặt lúa cách cha sĩ, mà con sẽ trở thành những người mót lúa. Mót lúa, gieo, vâng. Gieo. Mót lúa có nghĩa là mình cũng còn được chút chút mà vâng. Mình gieo. Mà các chủ chiên, các chủ trẻ ruộng họ gặt lúa, còn những cái rơi rớt những cái bông hạt nào thì con cứ nhặt lại bông hạt đó. Thấy à, cái vụ này bao giàu lắm. Tại vì ông chủ tại sao ông nghèo mà cái ông mót nghèo vào. Tại vì cái ông chủ mà ông bỏ ra, ông bỏ kinh phí, ông mua hạt giống gì, ông gieo rồi ông bán trả tiền cân, tiền phân, tiền giống, tiền cài, tiền sớ. Còn này ông không bỏ gì đâu. Cha hiểu quá xa đấy. Ông chỉ mót là ông không bỏ công sức thời giờ. Cha hiểu quá. Ông mót hồn nào còn hồn đấy. Còn cái ông chủ là ông bán trả nợ trơn rồi, ông còn sao không. Coi như là cái kiểu mót thì nó nghe thấy đứt ruột lắm nhưng mà giàu. Nghe thấy khổ sở lắm nhưng mà giàu. Cha hiểu quá quá. Cuối cùng thì chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn mọi người nha. Hồi nãy chúng con nói rằng là chúng con đã có mời cha ăn sáng rồi. Thì bây giờ chúng con không có thời gian để mời cha ăn trưa. Như vậy vẫn mời cha đến phòng để mà coi các bác sĩ làm việc trên bệnh nhân chút. Mời cha uống đi nước trà chia tay. Vâng. Mời cha đến dạy, cảm ơn. Cha và con và thầy. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như là con Chúa vô cùng và bây giờ là con và Đức Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu đã nghe, đã ngồi đây nghe lời chúng con tâm tình. Xin Chúa Giêsu chúc phúc lành cho cha Nam Minh, cho các con chiên và cho ban diện trận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con thề gì danh Chúa mong từ cho các nạn nhân được lên chốn nghỉ ngơi và sẽ lại mong từ Chúa Trời sáng mai vui vẻ. Nguyên nhân cha và con và xin mời cha nhà bệnh nhân đi theo các thầy. Thiên Chúa là tình yêu. Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Hết cả.